Agribank, đồng hành cùng nông sản Việt. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thay vì di chuyển trên chuyến chân nông nghiệp sạch thì tôi đang được ngồi trên thuyền đi trên dòng sông Đà của tỉnh Sơn La để tìm hiểu về mô hình nuôi cá lồng bè. Với mô hình nuôi cá lồng bè thì không còn mới ở nước ta, nhưng ở tỉnh Sơn La thì đang đạt được những kết quả đáng mừng. Vì vậy ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo chân Bá Tiến để tìm hiểu về mô hình này nhé. Cá lồng sông Đà, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La, chủ yếu phân bổ ở huyện Thuận Châu, Sơn La, với diện tích nuôi trồng 6 hecta, đạt sản lượng 200 tấn trên năm. Tôi đang có mặt tại khu nuôi cá của một cơ sở đầu tư nuôi cá lồng bè trên sông Đà. Theo tôi thấy thì diện tích ở đây khá là lớn và hình như đằng kia có người đang chuẩn bị thức ăn cho cá kìa. Anh ơi, mình ở đây đang là xay chuối cho cá đấy ạ. À? Ở đây cá của mình chỉ ăn mỗi chuối không thôi á? Không, nó có nhiều loại nguồn thức ăn. Chúng tôi có hợp tác với các bà con đồng bào ở đây là những loại thức ăn như ngô, khoai, sắn thì đồng bào trồng được và cung cấp chúng tôi. Và cái thức ăn là tép thì bà con khai thác trên lòng hồ này và hàng ngày trở về đây cung cấp cho chúng tôi. Quan điểm chúng tôi là nuôi những lồng cá sạch, hoàn toàn thân thiện với môi trường, không có thuốc hay là dư lượng kháng sinh cả. Giờ mình xay xong rồi thì mình cho cá được chưa anh? Được rồi, đi. Vậy để em giúp anh nhá. Thế là cá bình thường một ngày là mình buổi sáng sớm vào thời điểm nào ạ? Thường buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Với điều kiện tự nhiên của lòng hồ sông Đà thủy điện Sơn La này thì việc nuôi cá lồng rất là thuận lợi vì nguồn nước, môi trường đây rất là sạch, không có hóa chất, và thứ hai là nguồn thức ăn tự nhiên đây rất là phong phú và dồi dào. Bởi vì là bản thân cái môi trường đây rất là sạch rồi nên là chúng tôi phòng bệnh cũng chỉ là phòng vệ sinh môi trường xung quanh nó sạch sẽ. Mình cho ăn thế này có khi nào thức ăn thừa thì ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không anh? Ở đây thì chúng tôi cũng rất là tuân thủ theo cái quy định của cái chương trình VietGAP, và chúng tôi đã cũng tính toán là với từng kích thước, từng trọng lượng của cá thì sẽ cho ăn với mức độ nào. Chúng tôi có hợp tác với các hộ dân ở xung quanh lòng hồ đây là chúng tôi cung cấp giống cho họ, hướng dẫn họ về kỹ thuật, về quy trình. Sau khi cá thu hoạch được thì chúng tôi mua của bà con với giá thị trường, tức là chúng tôi bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống phân phối, chủ yếu là phân phối ở thị trường Sơn La. Người dân trực tiếp họ đến các cửa hàng để chúng tôi mua ở thành phố, ở các huyện. Và sắp tới chúng tôi có nhân rộng thêm, hướng chúng tôi đến là sẽ cung cấp sản phẩm về dưới xuôi, dưới các thành phố lớn ở dưới khu vực Hà Nội. Đây chính là món gỏi cá được chế biến từ con cá chấm tôi vừa bắt trực tiếp lên, và thực sự phần này thì tôi rất là mong đợi về chất lượng rồi. Cá không hề có vị tanh một chút nào cả, thịt rất là mềm, lá sung, nước măng và hoa chuối cộng với cả thịt của cá quyện vào với nhau thì đúng là một hương vị tuyệt vời. Và ngồi trong khung cảnh của sông Đà thế này được thưởng thức món gỏi cá còn là hết ý. Hiện tại sản phẩm được tiêu thụ tại Sơn La và bán cho khách du lịch. Thời gian tới, cùng với việc mở rộng quy mô, thị trường cũng sẽ được mở rộng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.